chào mừng các bạn đến với môn management information của ICA EW đến với môn học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các khái niệm về kế toán quản trị tài chính cơ bản của một doanh nghiệp ví dụ như tính toán giá thành xác định giá bán lập ngân sách tính toán vốn lưu động đánh giá hiệu quả hoạt động khi kết thúc nội dung học của môn học này, không chỉ các bạn có thể tự tin hoàn thành bài thi của ICAW, các bạn còn có thể nắm được các quy trình, nội dung cơ bản về tài chính, quản trị của một doanh nghiệp, cũng như các thông tin mà lãnh đạo doanh nghiệp thông thường yêu cầu. Để nắm được các nội dung này, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một hành trình gồm 8 buổi học trực tuyến trên ứng dụng Zoom, cũng như các bài giảng được upload trên hệ thống trực tuyến của AFA. Hình thức học linh hoạt này sẽ giúp các bạn có thể chủ động được thời gian của mình để tham gia đầy đủ khóa học và nắm được kiến thức một cách trọn vẹn nhất mình là tùng audit manager của ey việt nam rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong hành trình môn học management information hy vọng được gặp đầy đủ các bạn trong buổi khai giảng cũng như trong toàn bộ các buổi học của khóa học